Chào hai em 2024. Vâng, Thiên Hà Audio, điểm đến của người yêu nhạc. Với chúng tôi, âm nhạc là điều chúng tôi quan tâm nhất. Và năm nay thì Thiên Hà đưa đến hai em 2024 có gì đặc biệt? Vâng, với chúng tôi thì đây lại là một cái chương trình rất đặc biệt và thú vị. Vì tại sao sau nhiều năm chơi audio thì cũng rất là nhiều audiophile chưa bao giờ có thể nghĩ được là một điều có một bộ dàn nào mà chơi một chất âm thuần đèn như tại Thiên Hà đang trình diễn tại 2N2024 này. Với nhiều người thì ta sẽ thắc mắc là thuần đèn và thuần bàn dẫn có khi khác nhau. Vâng, những tín hiệu âm thanh từ chất lượng thuần đèn nó sẽ cho chúng ta cảm xúc hơn và chúng ta sẽ đi xuyên suốt của một bộ dàn hôm nay tại Thiên Hà trình diễn tại 2N2024. Đầu tiên khi nói đến dòng loa Avangard, vâng, đây là một trong những dòng loa kèn rất nổi tiếng của người Đức. Với nhiều người chơi dòng loa kèn thì sẽ biết là tựu chung lại cuối cùng ai cũng phải một lần qua nghe qua loa kèn thì mới cảm nhận được cái chất âm của dòng loa kèn này. Vậy dòng loa kèn này thì nó có gì đặc biệt? Với dòng loa kèn này thì nó được làm các nghệ nhân ở Đức làm hoàn toàn bằng tay nhé các bạn nhé. Từ độ sơn bóng, phủ sơn bóng và tất cả các thiết kế thì đều được các nghệ nhân người ta đã nghiên cứu phát triển tỉ mỉ. Và có những cặp loa phải lên đến hơn 10 năm thì mới đưa ra một sản phẩm. Avangard GT này thì nó có gì khác biệt? Như các bạn nhìn thấy, nó là phiên bản Vision 3, nó đã đúc kết rất nhiều năm của các hai Vision trước để tạo ra được một cái thế trường loa sẽ chắc chắn hơn. Như các bạn nhìn thấy, ở bên sườn loa này thì cái loa tuyết, tức là cái loa midran này thì nó sẽ được nằm ở trên cái khối trụ sắt chắc chắn hơn, vững hơn và với trọng lượng lên rất lớn. Và đây là một trong những midran lớn nhất hàng đầu thế giới nếu mà không nói về dòng loa Avangard. Khi nói đến cái trụ này thì nó có một cái họng kèn 67cm và được sử dụng bằng composite và sau đó được phủ 7 lớp sơn bóng. Và đây là trong những cái công nghệ sơn hàng đầu trên thế giới. Như các bạn nhìn thấy, ở trong này sẽ nhìn thấy rất là nhiều ánh sa kim. Còn phần thứ hai nữa, khi xuống phía dưới cái mũ đun thứ hai tiếp theo đó là một cái nơi mà chứa cái tweeter và loa bay. Với cái tweeter này thì có cái giải cao lên tới 28 kg. Nhưng với nhiều người thì người ta sẽ nghe những loại chép kim cương và người ta sẽ cảm xúc hơn. Nhưng khi nói đến dòng Avangard này thì các bạn sẽ thấy đấy là một cái dòng loa mà có cái tweeter rất là lớn, với cái họng tweeter này nó lên 18cm và cái chiều sâu này là 17cm. Vâng, nó rất là lớn, lên độ khuếch đại âm thanh nó thực sự nó là cái sự toàn diện và chúng ta sẽ nghe được một thứ âm thanh trung thực và tự nhiên nhất nhờ cái khuếch đại qua cái lón loa này. Còn hai dòng loa bay này thì thực sự đây là một cái ấn tượng nữa với dòng Avangard này đó. Và tại sao nó vậy? Vì nó có phân công suất lên tới 1000W cho hai dòng loa bay này. Và nó đã được sử dụng các công nghệ cao nhất, đó chính là bát bằng giấy kết hợp với carbon. Và mỗi một đường kính của loa bay này là hơn 30cm. Nói vậy, nó là 1000W cho một kênh. Vậy tại sao chúng ta lại phải đi tìm những cái bộ âm ly lớn và những cái kết cấu âm ly khác biệt mà trong đó chúng ta chỉ cần những bộ pre-bound nó có chất lượng để lấy ra cái phần giải âm trung và giải cao, còn giải trầm thì hãy để cho Avangard lo. Còn bây giờ thì chúng ta lại sẽ cùng đi lại xem là năm nay Thiên Hà thì sẽ chơi những nguồn phát gì và bộ phối ghép với cả Avangard thì có gì đặc biệt. Năm nay thì Thiên Hà chơi luôn tất cả cái những cấu trúc mà hiện tại đến bây giờ là trong giới chơi audio là rất là thích, đó chính là đầu tiên thì phải nói đến đầu CD, nó là tính truyền thống rồi. Và truyền thống của năm nay Thiên Hà đưa đến đấy chính là dòng Calista, đây là dòng Dream của Metronome đến từ Pháp. Với nhiều người thì người ta gọi đây là quý ông lịch lãm. Vâng, trông nó rất là sang trọng và đẹp. Nó kết hợp giữa phần cơ san boss ở phần trên và phần thứ hai nữa là phần DAC. Với nhiều người thì người ta sẽ suy nghĩ một chút, đây là một cái hệ thống nó có cái gì, điều gì đó trông nó rất là dị và đặc biệt, nó gần như là tiến tới công nghệ của tương lai. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy thì chúng ta lại thấy có một sự ấm áp hơn nữa, đó chính là nó sử dụng hai bóng 6922 để phục vụ trong giới quân sự để đưa vào làm DAC giải mã cho dòng DAC này. Và dòng DAC này thì nó cầu kỳ đến nỗi mà tức là tất cả mọi cái công năng sử dụng nó đều có một cái nhiệm vụ riêng của mỗi một dòng sản phẩm, chẳng hạn cơ san boss DAC thì đều được sử dụng hai khối nguồn độc lập. Các bạn thấy không? Tránh can nhiễu này, làm cho hệ thống âm thanh được tĩnh lặng và tốt hơn. Và khi các bạn được sử dụng cái dòng cơ này thì các bạn sẽ biết đây là chính là dòng cơ Flip Pro. Trời ơi, đúng là một kiệt tác nghệ thuật. Và chỉ có người Pháp và những công nghệ cao mới làm được cái này, gọi là kiệt tác nghệ thuật ạ. Cái điều đây ạ, đó là phần nguồn phát của phần CD. Còn phần thứ hai nữa là một cái phần không kém phần quan trọng mà hiện tại bây giờ các bạn đang rất thích, đó chính là phần nhạc số. Với phần nhạc số thì chúng ta sẽ sử dụng đơn giản hơn qua các cái file nhạc hay là Qboot hoặc là Rune thì đều sử dụng được. Thì đấy,
chính là một cái ứng dụng công nghệ này. Trong này thì nó đã chứa đựng cái công nghệ stream nhạc trực tiếp với hàng triệu bài hát từ thập niên 60, 70, 80, 90, là các bạn vào đây có thể truy cập được những cái dòng nhạc đó và các bạn sử dụng nó thì nó quá là đơn giản rồi, vì cái này là nó chỉ ứng dụng công nghệ và dù trên một điện thoại hoặc một iPad thì các bạn sẽ sử dụng được ngay cái vấn đề đấy. Còn thứ ba, một cái phần nữa mà tôi rất thích đó chính là đồ mà người ta ngày xưa cũng gọi là vintage nhưng bây giờ nó đã được khơi gợi lại, đó chính là mâm than. Với dòng mâm than này thì đây là một thứ âm thanh gọi là thuần analog. Và với bản Master Innovation này của Clear Audio thì đây là chứ danh một trong những mâm than hàng đầu thế giới. Như các bạn nhìn thấy, cái dòng Innovation này thì nó có sự khác biệt, nó vẫn trụ trên ba chân là chính. Nhưng cái cơ khí, kim khí chính xác của người Đức thì nó là tuyệt hảo, vì các bạn nhìn thấy thì các bạn cảm nhận được. Đó, chắc chắn một cái mâm than lên mười mấy cân như thế này. Và tôi bóp hơi sâu cho các bạn, đây là chính là một cái blade mà bằng composite, tức là người ta đã đúc vào dưới này thì hai cái đây là hai cái tấm kim loại nhưng mà nó sẽ được sử dụng từ ngược nhau để lùn nhau lên bằng qua hình thế của nam châm và sẽ tạo ra được một cái sự chuyển động gần như là chuyển động có trọng lực bằng không, tức là cái chuyển động cái năng lượng của nó khi độ ma sát gần như bằng không đó. Thì như các bạn nhìn thấy, và với hai tay cần TT5 và cần 12 inch thì đây là một sự lựa chọn thêm cho các bạn, là để mình thích chơi dòng nào thì mình sẽ có cái điều kiện để chơi những cái dòng nhạc mà mình thích qua những tay cần như thế này để người ta sử dụng. Đấy là ba cái yếu tố chính. Còn một phần nữa mà năm nay Thiên Hà cũng đã đưa đến đó chính là đầu C37. Vâng, đây gọi là một quái thú. Cái dòng này trước đây chỉ để phục vụ trong các phòng thu bên châu Âu thôi, nhưng bây giờ bên châu Âu người ta chuyển hết sang phần kỹ thuật số, lên tất cả những cái dòng này thì đều được người châu Á mình, mà trong đó người Nhật và với người Việt Nam là rất là thích sưu tầm những dòng này. Vì tại sao? Với cái dòng này thì người ta sẽ đưa lại bao nhiêu cái ký ức năm xưa, bao nhiêu kỷ niệm năm xưa đã ùa về khi nhìn thấy một đầu băng cối quay thế này. Và đây là một dòng C7 và có giá bật mí các bạn, trên 30.000 đô la. Nào, bây giờ chúng ta sẽ quay lại nhân vật chính của ngày hôm nay, đó chính là bộ Prepal đến từ hãng Therac. Therac thì là một thương hiệu tương đối là mới, nhưng mà Therac thì lại đi trước mọi hãng khác. Ở đó là cái sử dụng và cái chia sẻ các nền công nghệ và cái nền tảng về audio với hãng Vavac của người Nhật, và một phần nữa nó là hãng Audionaut đến từ người Anh. Thì tựu chung lại thì nó gần như nó nằm trọn ở trong cái dòng Therac này. Và Therac này thì ông chủ là người Bulgari nhưng toàn bộ các linh kiện sản xuất này đều là của người Đức. Đầu tiên thì khi tôi cũng giật mình, tôi bảo đất nước Bulgari thì cũng là một đất nước mà nó có nhiều về chuyện tình cảm yêu đương hơn và cái sự đẹp của phong phú của đất nước Bulgari. Nhưng không ngờ lại đất nước Bulgari lại có một chuyên gia và một kỹ thuật và một người hiểu sâu như thế về dòng audio và đưa ra một sản phẩm, đó là Therac. Khi nói đến Therac này thì nó rất là đặc biệt vì Pre của nó đã được dùng sử dụng bóng 300B. Trước đây thì như các bạn biết là với Pre thì đa phần người ta sẽ dùng các bóng nhỏ chân tăm bé, chẳng hạn như 801, 802, 803 của tất cả các hãng khác nhau trên thế giới. Nhưng tựu chung lại nó vẫn chưa đạt tới độ hoàn mỹ về cái xuất sắc âm thanh, cái chất âm thanh, cái sắc âm thanh và cái nhạc tính âm thanh thì chỉ có thể bóng là bóng trong 300B. Và thế Rắc đã đầu tư mạnh luôn ra một bộ Pre mà sử dụng hoàn toàn bốn bóng 300B để vừa là phần khuếch đại tín hiệu và phần xử lý tín hiệu. Và với phần này thì các bạn nhìn thấy Sibak Libera này chỉ trông nó quá là nét và đặc biệt đúng không ạ? Nó được sở hữu hai cái núm, trong đó được bằng nhôm trắng và sau đó ở dưới này đây là một chính là một cái cục nguồn rời. Và khi đến nói đến dòng này thì các bạn sẽ biết là dù volume tôi để cấp độ nào và khi đô loa độ cao đến bao nhiêu thì với chúng tôi tất cả mọi sự tĩnh lặng nó là số 1. Và người Therac thì trong giới audio thì luôn luôn sẽ được đi cùng với cả hai cục monoblock, đó là Spartacus. Spartacus này thì được sử dụng một hệ thống nó lên tới khoảng 50 kg, và nó đặc biệt hơn nữa, nó được sử dụng bằng nhôm khối máy bay và cắt CNC như các bạn nhìn thấy. Ai cũng nói đây đúng thực sự là trong những gọi kiệt tác nghệ thuật của hãng Therac. Và các bạn nhìn thấy có một đồng hồ hiển thị đèn LED và đây là tất cả được chạm bằng từ nhé các bạn nhé. Từ khi các bạn chạm vào đây phát thì toàn bộ mà hệ thống sẽ tắt. Và với dòng này thì nó được sử dụng 6 bóng, dùng cho 4 bóng công suất và một bóng thúc và bóng sút giữ ổn định. Nhưng mạch ở trong đó được gọi là đồng phủ vàng. Và đây là một cái mạch chất lượng rất là cao, tức là khi dẫn nguồn tín hiệu và xử lý các vấn đề tín hiệu này thì nó đạt đến độ hoàn hảo. Và phần thứ hai nữa là cái dòng này thì nó sẽ được sử dụng hoàn toàn mạch CLADA thuần. Nên khi sử dụng nó sẽ cho được một chất âm 50 mạch thuần CLADA và sẽ tạo được một thứ âm thanh ngọt ngào, ấm áp và sự tinh túy và tự nhiên nhất.
Nếu không nói đến bộ dàn như thế này thì nó cũng đã là quá hoàn hảo và hoàn thiện, hoàn chỉnh rồi. Nhưng mà với năm nay Thiên Hà đưa đến với một giải trầm thì chúng tôi vẫn sử dụng thêm đó, chính là Supreme đến từ Anh. Với phần công suất lên 1W, 1.000W cho một chiếc sub thì năm nay Thiên Hà sẽ đánh hết 6.000W, một con số không tưởng. Và các bạn sẽ nhìn thấy đây là dòng Supreme đến từ Anh Quốc. Với dòng Supreme này thì nó cứ mỗi một cục công suất này nó có giá trị là 1.000W. Và tại sao mà nhiều người thắc mắc, và tại sao một cục đánh đủ rồi, tại sao lại không dùng một cục, hai cục, ba cục? Vâng, chính là nó là tháp Supreme để tạo lại cái trường âm, cái sân khấu âm thanh nó được sâu lắng hơn và mạnh mẽ hơn. Và cái quan trọng nhất ở giải tần từ 120 nhạc đổ xuống thì Supreme là vua. Tại sao tôi nói vậy? Vì các qua các tạp chí và cái hình ảnh để chia sẻ cùng các bạn thì đây chính là cái tôi muốn nói với các bạn. Vâng, các giải thưởng của các năm 2022, rất nhiều giải thưởng 2023, rất nhiều các giải thưởng và tạo ra được một cái dấu ấn của một gọi là vua loa trầm. Tại sao tôi nói vậy? Tất cả mọi dòng loa đều có thể sản xuất được nhiều định dạng khác nhau, nhưng Supreme chỉ sản xuất duy nhất một lòng loa sub để phục vụ cho giải trầm của các dòng audio khác nhau. Đó là một cái tiêu chí rất là hay. Khi quay lại cái hậu trường này thì chúng ta sẽ vào đây thì chúng ta sẽ sự cảm nhận năm nay thì Thiên Hà sẽ có những cái gì khác biệt. Năm nay đầu tiên nói thì Thiên Hà kết hợp và cùng suy tính và làm việc sâu hơn với hãng NotDot, nên chúng tôi đã đầu tư vào cái dòng Audio Gold. NotDot Audio Gold thì các bạn sẽ thấy là nó là đây là một trong những cái dòng dây gọi là chứ danh trên toàn thế giới hiện tại bây giờ, vì nó có cái giá trị cũng rất là đắt, nhưng phần lớn cái quan trọng nó lại chứa đựng trong cái phần công nghệ này, như các bạn nhìn thấy với cặp dây loa như này. Đẹp, tinh tế, không khác gì những sợi dây chuyền trang sức. Nhưng nếu nhiều người hỏi nếu mà nó là vàng thật thì nó có đắt như thế này không, thì chúng tôi nghĩ là vàng thật hay phần công nghệ nó giá trị là ngang nhau, là vì nó chỉ có hai hình thức cảm nhận khác nhau và hai vị trí khác nhau. Đó chính là cái tiêu chí tôi muốn dành cho các bạn. Và phần thứ hai thì những phần dây nó có cũng là của hãng NotDot nhưng mà nó sẽ có cái giá trị thấp hơn một chút, đó chính là các dòng dây Vala. Và chúng tôi kết hợp với cả các dòng nguồn của Fulutech để hỗ trợ và làm dây dẫn nguồn. Vì những dòng Fulutech này thì nó cho một thứ đồng âm thanh thực sự là rất là tinh khiết. Đấy, nhưng mà khi nói ra những dòng này mà không nói đến các cái phần bổ trợ và phụ trợ đằng sau, đó chính là cái phần ổ cắm LCF này, thì các bạn sẽ thấy là khi cắm như này nó có sự chắc chắn, nó ngập ở trong này. Nó sẽ tạo ra chúng ta có sự chắc chắn và ổn định và không bao giờ có hiện tượng chập hoặc trượt dây hoặc là rút trượt hoặc làm sai dây và chập thì hoàn toàn là không có. Đây như các bạn nhìn thấy. Và trên cục này thì các bạn biết là nó rất là nặng. Đó, như tôi thử đây. Và một cái hay nữa là trong audio thì năm nay thì Thiên Hà cũng sẽ giới thiệu cho các bạn là các bạn nên chú ý hơn, sâu hơn một chút. Đó là về cái phần các cái kệ kê dây này. Nó sẽ làm cho giữ cho các đầu này nó sẽ chắc chắn hơn và nó khỏe hơn và nó cứng hơn. Và cái quan trọng là nó sẽ làm cho bộ lọc này cũng sẽ tốt hơn. Và vì cái đầu LCF này nó cũng là đầu một cái đầu lọc luôn. Đó. Còn đấy là tổng thể thì năm nay bộ dàn của Thiên Hà đưa đến trình diễn tại High End Show 2024. Và với tôi thì đây là một tiêu chí xuyên suốt và đó là lạ, hay và đặc biệt. Và các bạn hãy đến Thiên Hà Audio chúng tôi số 5 ngõ 198 Thái Hà để có nhiều trải nghiệm hoặc được tư vấn sâu hơn về những bộ dàn mà mình yêu thích và có những chia sẻ cụ thể hơn. Xin hẹn các bạn vào ít phút sau. Cảm ơn.